Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Sạp Dưa Civic của Jenny. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng với Jenny hãy điểm lại những tin tức hoa ngữ đáng chú ý trong tuần qua nhé. Triệu Lộ Tư bị tố bắt chước địch lệ nhiệt ma, chọn hết nam thần của đàn chị để kết đôi. Ngày 29 tháng 6 vừa qua, cộng đồng trên Weibo bùng nổ với nghi vấn Triệu Lộ Tư bắt chước địch lệ nhiệt ma, chọn hết tất cả các nam chính từng đóng chung với đàn chị để kết đôi. Sau khi thông tin của dự án Tôi Như Ánh Dương rạng rỡ, chuyên thể theo tiểu thuyết của Cố Mạng thông báo sẽ do Cung Tuấn và Triệu Lộ Tư đóng chính. Không những vậy, netizen còn kịp phát hiện ra đây có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà có xu hướng sắp đặt từ trước. Từ Dương Dương, Ngô Lỗi đến Cung Tuấn, tất cả các nam chính từng đóng chung với địch lệ nhiệt ba đều bắt đầu chuyển sang hợp tác cùng Triệu Lộ Tư. Đây đã là lần thứ hai tin đồn này nổi lên trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng bán tín bán nghi. Bên cạnh đó, rất nhiều người cho rằng Cung Tuấn và Triệu Lộ Tư không hợp nhau, không có cảm giác couple. Sau khi phân tích, netizen đã chỉ ra Triệu Lộ Tư dường như đang cố ý đi theo hướng phát triển của địch lệ nhiệt ba. Cụ thể, địch lệ nhiệt ba từng hợp tác với Dương Dương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Và cho đến nay phim vẫn còn chưa lên sóng, thì nay Triệu Lộ Tư cũng có ngay bộ Thả Thí Thiên Hạ cùng nam thần. Trương Ca Hành vừa mới phát sóng, mặc dù địch lệ nhiệt ba là nhũ chính, nhưng chỉ vì một phân cảnh nhỏ bùng nổ chemistry lạ đời của Triệu Lộ Tư và nam chính là được cộng đồng mạng đẩy thuyền nhiệt tình đến thế. Mới đây, Triệu Lộ Tư chốt ngay nam chính là Ngô Lỗi để kết đôi trong Tinh Hà Sáng Lạn. Sau đó, tin đồn hợp tác cùng Cung Tuấn của địch lệ nhiệt ba nổi lên khi họ sắp có thể liên duyên trong An Lãnh Truyện, thì Triệu Lộ Tư lại có ngay dự án Tôi Như Ánh Dương rạng rỡ với Cung Tuấn. Trước đó, giữa fan địch lệ nhiệt ba và Triệu Lộ Tư cũng đã xảy ra tranh chấp khá nghiêm trọng. Cụ thể là khi Trương Ca Hành lên sóng, nhân vật Lý Trường Ca của địch lệ nhiệt ba khi đó gây ra nhiều tranh cãi về diễn xuất cùng nhan sắc và tạo hình của cô nàng. Thế nhưng chính vì điều này lại làm cho nhân vật Lý Lạc Yên của Triệu Lộ Tư tỏa sáng. Cô được khen ngợi là vô cùng xinh đẹp, diễn tròn vai và hình tượng nhân vật được khán giả yêu mến hơn hẳn nữ chính. Netizen cho rằng địch lệ nhiệt ba là nữ chính nhưng không được nhà sản xuất chống lưng, trong khi đó Triệu Lộ Tư lại là nhân vật có ảnh hưởng nhất bộ phim, liên tục có mặt trên hot search, giúp gia tăng độ nổi tiếng cực cao. Thế nhưng đây mới chỉ là phỏng đoán chủ quan của một số bộ phận cộng đồng mạng và không ai đưa ra được bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ là bộ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Cố Mạng, xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa Nhiếp Hy Quang và hai anh chàng là Trang Tự và Lâm Tử Sâm. Tiểu thuyết vẫn chưa kết thúc nên độc giả vẫn mù mờ về cái kết của bộ truyện. Bộ phim đã công bố chính thức Cung Tuấn và Triệu Lộ Tư là diễn viên chính của bộ phim. Theo bạn, việc Triệu Lộ Tư liên tục đóng cùng các nam thần để từng hợp tác với địch lệ nhiệt ba chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là còn có nguyên do nào khác? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để có thể nhận những video tiếp theo nhé.